nhà vườn oanh trung kính chào các cô bác các anh chị và các bạn trên khắp các tỉnh thành hôm nay là ngày mùng 3 tết em xin gửi lời chúc tất cả cô bác anh chị và các bạn một năm an khang thịnh vượng sức khỏe dồi dào và mọi sự như ý ạ Hôm nay là ngày mùng 3 Tết thì nhà em cũng đang chuẩn bị một số loại cây ăn quả để phục vụ nhu cầu trồng Tết trồng cây. Em đang quay ở đây là cây hồng xiêm xoài. Cây hồng xiêm xoài cây cao từ 1m đến 1m2. Tại vì cái lô giao Tết trồng cây. Vì thế mà nhà em cũng luôn lựa chọn những cái loại cây đẹp nhất để phục vụ nhu cầu trồng cái Tết trồng cây ngày mùng 5 tháng ngày mùng ngày Tết mùng 5 ấy. Cây thì cô bác anh chị cũng nhìn thấy rồi đúng không ạ? Cây rất là đều. Cây to như ngón tay em luôn này. Cây to gần bằng ngón to bằng ngón tay cái em luôn. Đó. Cây thì hầu như là 10 cây như 10. Cây rất đều luôn. Đặc biệt là cây này thì tán đã tròn rồi Những cây như này thì cô bác anh chị về trồng chỉ trong vòng khoảng 2-3 tháng là nó đã bắt đầu ra hoa rồi Đặc biệt là cái mùa xuân Cái mùa xuân ấy thì thì, thì cái độ ẩm cao Độ ẩm cao và nó cũng có mưa xuân nữa Vì thế mà khi cô bác anh chị và các bạn trồng với số lượng nhiều cây Thì mình sẽ đỡ được rất là nhiều công chăm sóc đặc biệt là cái mùa xuân thì rất là phù hợp để trồng các loại cây giống à, như thế thì nó nhanh bén dễ và nó phát triển nhanh không chỉ cây giống mà kể cả những cái cây to cũng thế vào mùa xuân cái à, độ ẩm cao ấy thì nó rất là nhanh ra dễ đặc biệt là cây thì hầu như kể cả cây mới đánh lên nó cũng không hề bị ảnh hưởng gì ạ cây nhà em thì đợt này thì cây rất là đều đẹp à, cô bác anh chị và các bạn có nhu cầu trồng nhiều ấy thì liên hệ trước với em để em cho thợ đánh và em phân loại ra cho mọi người để mọi người lựa chọn được cái cây hợp lý nhất để mình trồng nha à, cô bác anh chị mà vừa rồi ấy, nhiều cô bác anh chị cũng hỏi em cái số lượng hồng xiêm này số lượng lớn thì à, nếu mà mình lấy thì cứ liên hệ em sớm để em um, chuẩn bị sẵn cây à, Còn đây là táo ạ Đây là táo Lê Đài Loan à, vừa rồi thì năm vừa rồi thì cô bác anh chị cũng biết rồi à, Hồng xiêm và táo quả rất là đắt giá thành rất là cao à, vì thế mà năm nay mọi người cũng trồng khá là nhiều tại vì mấy năm vừa rồi vừa rồi ấy, cái táo thì giá cũng không được giá lắm À, vì thế mà mọi người cũng, nói chung là mọi người cũng chán, cũng không chăm sóc vào mấy à, Đặc biệt là táo thì cô bác anh chị nên để tầm khoảng 5-6 năm thôi mình trồng lại Thì lúc đó cái cây mình mới trồng cây tơ mỡ thì nó sẽ đẹp Còn đây là cây roi đỏ Cây roi đỏ nha cô bác anh chị Cái quả roi đỏ đấy à, Như ở miền Nam gọi là cây mận đầu năm thì năm nào cũng thế cứ đến cứ tầm mùng 3 mùng 4 mùng 5 là nhà em chuẩn luôn chuẩn bị sẵn những cái loại cây để cho cô bác anh chị và các bạn lấy để trồng đầu xuân à, Còn đây là cây mận bác ạ à, mận hậu ấy đây là cây mận hậu nha cô bác anh chị cái à, cây mận cái mận hậu này thì nó rất là phù hợp với đất à, những đất đồi đó, nếu cô bác anh chị mà có những đất trên cao hoặc đất đồi ấy, thì mình trồng mận này thì rất là phù hợp. À, đây là bưởi diễn nha cô bác anh chị. À, đây là bưởi diễn ạ, à, bưởi diễn ghép. Cái bưởi diễn này thì cô bác anh chị cũng chỉ trồng từ 2 đến 3 năm là có quả thôi à, Tuy nhiên là bưởi diễn thì để quả nó được ngon Thì ít nhất là cô bác anh chị phải trồng từ 5 năm trở ra Thì quả nó mới ngọt ngon được Còn uh, trong vòng khoảng 2-3 năm đầu Thì quả nó nói chung là nó cũng ngọt nhưng mà nó vẫn có vị đắng Đối với bưởi diễn thì cây càng già Thì quả càng ngon Chính vì thế cho nên... Uh, rất nhiều cô bác anh chị đã lựa chọn để trồng những cái cây bưởi diễn choai mà đã có quả rồi ấy và mọi người cũng lựa chọn những cái bưởi diễn chiết cành chiết ở những cái cành già thì 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 khi mà mình trồng ấy thì nó có quả nó sẽ ngon cây nào nhà em cũng dâm ủ sẵn cây nào nhà em cũng dâm ủ sẵn nha đối với bưởi thì 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 nếu mà mình không dâm ủ mà trồng ngay ấy, thì nó hơi bị mo lá một chút. À, vì thế mà riêng bưởi thì nhà em sẽ dâm sẵn như thế này. Để khi các cô bác anh chị và các bạn về trồng ấy thì nó nó có cái dễ tơ rồi nó bén dễ luôn. À, còn đây là cây xoài Đài Loan, cây uh, cây ghép uh, cây ghép ở miền Bắc như cô bác anh chị. Các loại xoài thì có xoài miền Bắc và xoài miền Nam. À, cái xoài ghép ở Bắc thì cái cây nó nhỏ hơn còn xoài nam thì gốc nó to hơn và đặc biệt là cây nó cũng gốc nó to và cây nó cũng cao hơn còn xoài bắc thì à, gốc nó sẽ nhỏ hơn ạ à, đây là bưởi đây là à, đây là cam nha cô bác anh chị à, còn đây là cây cam à, đây là cam cam v 2 cam thì nó cũng rất là ưa những cái đất đồi đặc biệt là những cái đất mà đất ở trên đất đồi ở những cái tỉnh tây bắc thì cũng khá là phù hợp nói chung là cái cam v 2 này thì dễ trồng dễ trồng dễ chăm <laughs> có mỗi cái cam canh thì 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 hơi khó một chút thôi nếu cô bác anh chị trồng ít thì nó cũng khó chăm một chút nhưng riêng cái cam V2 này thì cực kỳ là dễ là chín sớm à, còn đây là chanh tứ quý nha cô bác anh chị à, cây chanh tứ quý giống nhà em thì có cả chanh tứ quý choai thì vừa rồi em cũng quay cho mọi người xem rồi đấy cây choai đang có hoa có quả sẵn đấy còn đây là cây chanh tứ quý giống Cây giống thì nó chỉ nhỏ như này thôi Nhưng cô bác anh chị về trồng tầm khoảng 1 năm đến năm rưỡi là có quả à, Đây là bưởi luận văn, còn gọi là bưởi tiến vua à, Bưởi tiến vua cây cây giống nhỏ nha cô bác anh chị Mọi người có nhu cầu trồng cây gì Thì cứ liên hệ em số 0977 516 966 Em sẽ tư vấn cụ thể và báo giá cụ thể từng loại cho cô bác anh chị và các bạn ạ đầu năm thì em quay chung chung một lượt tại vì giống cây thì có rất là nhiều vì thế mà một video thì sẽ không quay được hết cây vì thế mà em quay gộp nhiều loại cây trên cùng một video để giới thiệu với cô bác anh chị và các bạn mọi người cần trồng loại gì thì cứ liên hệ trực tiếp số em em sẽ tư vấn cụ thể từng loại phù hợp phù hợp với từng vùng miền và tư vấn cho cô bác anh chị và các bạn ạ về giá thì nhà em cũng bán buôn nhiều vì thế mà khi cô bác anh chị và các bạn lấy số lượng càng nhiều thì giá càng rẻ kể cả cô bác anh chị chồng nhưng mà mọi người lấy số lượng nhiều ấy thì em cũng chỉ báo giá như là giá xỉ thôi còn đây là nhãn nha cô bác anh chị nhãn thì có nhãn siêu ngọt và nhãn lồng mọi người có thể lựa chọn tùy theo lựa chọn trồng theo cái thổ nhưỡng đất của mình em xin phép được dừng video tại đây nha chúc cô bác anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ ạ